Chương trình Việt Face Today được bảo trợ bởi Pechanga Resort Casino, khám phá lại những sự kết hợp tuyệt vời. Fuji Massage Chair, sức khỏe là vàng. DMJ Gems, trang sức cao cấp, phong cách thời trang của bạn. Synchronic, chuyên bán các sản phẩm liên quan đến karaoke. Thank you Birdness, tổ yến thượng hạng, cuộc sống là món quà. Fuji Massage Chair giới thiệu Dr. Chemical, số 1 về vật lý trị liệu, công nghệ Nhật Bản, thiết kế không trọng lực, hệ thống con lăn 3D ôm trọn cơ thể và túi khí toàn thân, định vị nhấn đúng từng huyệt đạo, đầy đủ chức năng với giá cả hợp lý. Ghế Chemical nhiều màu sắc, nhỏ gọn đặc biệt cho người Á Đông, phù hợp cho mọi không gian nội thất. Mừng lễ Giáng sinh và năm mới, một ghế Chemical sẽ giảm ngay 2.000 đô la với 18 tháng không tiền lời. Fuji Massage Chair, sức khỏe là vàng. 714-855-5456, 714-855-5456. Trân trọng kính chào Tái Ngộ cùng quý khán giả thân mến đến với Tyler Diệp và Dũng trong chương trình phát hình ngày hôm nay của Việt Face Today. Và chúng ta cùng bước vào ngày thứ ba 25 tháng Giêng năm 2022. Và hôm nay cũng là ngày 23 tháng Chạp, ngày đưa ông Táo về trời. Xin được cầu chúc quý khán giả một ngày thật an bình. Xin kính chào Tyler. Xin chào anh Dũng, xin chào quý khán giả. Đưa ông Táo về trời thì anh cúng cái gì vậy? Thường thường ngày xưa tôi nhớ còn nhỏ thì mình hay gọi nôm na là theo lèo cất chuột. Rồi cũng hoa quả, ý là bánh tro, bánh ú gì đó tôi quên rồi. Nhưng mà đại khái là cũng đơn sơ, nhưng mà có một cái cổ, mâm cổ nhỏ nhỏ để cúng ông Táo, để đưa ông Táo, để hy vọng rằng ông Táo sẽ về trời rồi tường trình cho mình những cái điều tốt đẹp, để trong năm đó gia đạo an vui, đầy đủ lương thực, không sợ lo đói trong năm. Đại khái là như vậy, cái ý nghĩa của nó. Xin cảm ơn Dũng. Lâu quá tôi không nhớ rằng là cúng cái gì rồi. Nhưng mà thưa quý vị, cùng nhắc đến chuyện Tết thì trong ngày hôm qua, sau khi đài truyền hình Vietfax TV đưa ra một cái bản memo do lực lượng cảnh sát thành phố Westminster quan tâm đến việc thiếu hụt nhân viên để mà bảo đảm cái sự an ninh trong ngày lễ diễn hành Tết được thực hiện vào ngày 5 tây tháng 2, thưa quý vị. Thì sau đó thì ban tổ chức của cuộc diễn hành Tết cũng đã có một cuộc họp báo vào ngày hôm qua, theo nhật báo Người Việt đưa tin cho biết rằng là ban tổ chức vẫn khẳng định là sẽ tiếp tục với sự kiện diễn hành Tết Nguyên Đán năm Nhâm Dần bắt đầu vào ngày thứ bảy 5 tây tháng 2, và để mà coi như là giải tỏa những cái đồn đoán liên quan đến việc rằng làm hay không làm. Thì ban tổ chức nói rằng là trừ khi tiểu bang California đưa ra những lệnh phong tỏa, còn không thôi thì ban tổ chức của diễn hành Tết năm 2022 vẫn sẽ tiếp tục với cái sinh hoạt này, thưa quý vị. Và đó là những điều mà chúng tôi được ghi nhận được trong tối ngày hôm qua trên nhật báo Người Việt với cái cuộc họp báo của ban tổ chức diễn hành Tết năm 2022. Tất nhiên là bây giờ làm sao, chúng ta vẫn đợi những cái diễn biến mới nhất phải không ạ? Không, về phía ban tổ chức thì họ có quyết tâm. Về phía ban tổ chức đó, như là tôi mới nói đó, là họ tiếp tục, họ nói là họ sẽ duy trì để mà thực hiện cái chương trình này, trừ khi là bị tiểu bang California hủy bỏ mà thôi. Tức là nếu trong trường hợp tiểu bang đưa ra lệnh thì họ mới hủy thôi, còn không thì sẽ quyết tâm phải không ạ? Vâng, cũng vẫn cầu mong là nó sẽ được thực hiện, tại vì đây một cái chương trình mà chắc là cộng đồng chúng ta cũng chờ đợi mỗi năm. Hồi nãy như tôi có nói lộn rồi, đâu có phải cấm cúng bằng bánh tro đâu. Bánh tro là cúng ngày Tết Đoan Ngọ. Quý vị thấy anh Dũng vừa sắp sửa bước qua năm mới cho nên anh cũng hơi ngày này nhiều người chúng ta thả cá chép, cúng cá chép để chép. Đưa ông Táo cởi cá chép về trời. Dạ. Cá chép hay là cá khôi? Cá chép. Cá coi mắt lắm. Cá coi ngàn, từ cá bạc ngàn không là ai cúng chi. Tại vì ví dụ như mà đi xe đó, từ đây bạn đi, từ nhà bạn đi làm, bạn đi chiếc xe Honda hoặc Toyota cũng được phải không? Cần gì bạn phải đi Mercedes hay Tesla, đúng không? Bạn đi cũng tới nơi thôi mà. Cũng tới nơi. Vâng, thưa quý vị, và cảm ơn Dũng đã gọi là đính chính lại cái vụ là cúng cái gì trong lúc mà ông Táo về trời. Cũng tự ông nói thôi chứ còn tôi đâu có biết rằng là cá chép hay cá khôi hay là xe đi kiểu gì. Trở lại với bản tin thường lệ trong sáng sớm ngày hôm nay, thưa quý vị, tin một lần nữa liên quan đến vấn đề mùa khai thuế. Như là chúng tôi đã nhắc vào ngày hôm qua, ngày hôm qua 24 tháng Giêng là ngày đầu tiên mà người dân Hoa Kỳ có thể bắt đầu nộp hồ sơ khai thuế của mình cho năm 2021. Và đài truyền hình CNN trong sáng sớm ngày hôm nay đã đưa ra một bản tin cảnh báo rằng là nên
dự trù là chúng ta sẽ có nhiều cái vấn đề mà trì hoãn trong việc lấy lại tiền bồi hoàn từ cơ quan IRS trong năm nay. Lý do thì cũng nhắc lại nhiều lần rồi, thiếu thốn nhân viên đi làm, không đủ ngân sách cho các cơ quan IRS, cho nên vấn đề mà gọi là khai thuế nó sẽ gặp rất nhiều cái sự rắc rối. Và cái rắc rối mà chúng ta có thể thấy được đó là khi mà chúng ta cần phải liên lạc với cái cơ quan IRS, nếu mà cái đơn khai thuế của chúng ta nó đơn giản, nó không có bị trục trặc đó, thì cái chuyện này nó cũng rất là dễ. Mình nợ vô, xong đó thì cái cơ quan IRS cho chúng ta biết rằng là chúng ta còn thiếu bao nhiêu tiền phải đóng thêm, hoặc là mình được bồi hoàn lại bao nhiêu. Cái đó là những cái trường hợp đơn giản. Đối với những trường hợp mà chúng ta phải điều chỉnh lại thuế, hay là chúng ta cần phải liên lạc với lại nhân viên IRS để mà tham khảo về một số vấn đề đó, thì đó là lúc mà chúng ta mới gặp cái sự phiền phức. Tại vì theo thống kê, các nhân viên của IRS chỉ trả lời khoảng 11% của những cú điện thoại hay là những email mà của người dân gửi vô thôi. Đây là một cái con số mà nó rất là thấp. Quý rằng là hầu hết, đại đa số những cái cú điện thoại mà người dân gọi vô cho cơ quan IRS để mà có những câu hỏi thắc mắc đó, thì không ai trả lời cả. Và nếu mà nhận được những cái nhân viên mà trả lời đó, thì cái người gọi cũng phải đợi đến nhiều tiếng đồng hồ mới nghe được một cái giọng của cái đường dây bên kia để mà trả lời. Thì nên chuẩn bị tâm lý cho cái vấn đề đó trước. Xin trở lại với lại anh Dũng. Vậy là phải khai thuế sớm hơn phải không ạ, trong năm nay, để tránh cái trường hợp mà chúng ta cần tiền mà muốn lấy lại, có thể lấy lại được đó, thì nó không có bị chậm trễ. Một người phụ nữ ở New Jersey, thưa quý vị, cô dùng cái điện thoại của mình để ngồi lựa những cái món đồ gỗ để trang trí ở trong nhà đó, của công ty Walmart. Thì cô chỉ lựa, thường thường mình hay lựa xong rồi mình hay để, mình bận cái gì đó thì mình lại để đó, rồi mình để dành khi nào rảnh rỗi mình lại ngồi lại để xem là mình có quyết định mình mua hay không. Thì cuối cùng cô mới lựa được vài ngày thì chừng tuần lễ sau thì cứ hàng hóa nó cứ gửi về nhà. Quý vị thấy đó, thùng to thùng bé đều gửi về nhà cô hết, thùng này thùng kia, những cái tất cả những cái món đó đồ cổ đã chọn ở trên cái điện thoại của mình. Hỏi ông chồng, hỏi là ủa anh đã tiếp tục anh order hả hay sao, thì ông chồng nói là không có. Rồi cô hỏi hai đứa con lớn của mình trong nhà có order không, thì tụi nó cũng không có. Cuối cùng người ta cứ nghĩ còn cậu bé 2 tuổi này thôi. Thì rốt cuộc đúng là như vậy, cậu bé này đã sử dụng cái phone của mình, của mẹ mình đó, mà ngồi cứ bấm làm sao mà lần mò ra làm sao mà lại là kết thúc cái việc order những cái món hàng này. Thì tất nhiên là người ta khi mà đã chấp nhận rồi, tại vì trên phone của người mẹ này đó save sẵn thẻ credit card này kia, mà cậu bấm làm sao mà nó theo thứ tự như vậy để check out cái mặt hàng, những cái gì mà mình đã chọn. Rồi sau đó cứ bấm thì nó vô, thì người ta nhận được cái order thì người ta cứ gửi về thôi. Bây giờ gia đình mới tá hỏa ra, thì mới hai vợ chồng mới nói là thật ra những cái món này họ chưa cần thiết, nhưng mà họ sẽ trả lại một mớ, nhưng họ chắc là giữ lại một vài món để làm kỷ niệm cho cậu con trai 2 tuổi này. Tổng trái giá trị của những cái món hàng là được 1,786 đồng, như quý vị đang thấy trên màn hình đó. Thì hai vợ chồng bây giờ họ liên lạc với Walmart để mà trả lại những cái món này, thì người ta cũng chấp nhận thôi. Đó là cái kinh nghiệm để dành cho những người nào mà có điện thoại, đừng có nên cho trẻ nhỏ xài. Nhiều khi tôi cũng bị rồi, nó ngồi cái nó cứ bấm trong cái hình ảnh của mình đó, trong cái photo của mình, rồi cái bấm sao mà nó lại send qua cho bạn nữa. Nhiều người ta không có hỏi, không có thắc mắc, ta tưởng mình điên hay không mà gọi. Thưa quý vị, đừng nói chi là trẻ con, người lớn ở đây nè cũng đã từng bị, cứ lập ra những cái tài khoản vô những cái trang mạng mình mua đồ đó. Thì khi quen rồi, nếu mà lần đầu tiên mình mua đồ thì nó khó khăn, thì lần thứ hai đó giống như là cái điện thoại chúng ta đâu quen đó, không? Chưa kịp bấm số credit card của mình vô nữa, mà cái công ty, cái trang mạng nó thấy thì chúng ta vừa xong thôi, họ tính tiền ngay tại chỗ. Đừng nói chi nào, thành ra phải cẩn thận nữa nha. Tôi chỉ cần bạn mà có lộn thì bạn có cái gel, thì bạn biết là số phone tôi bạn có phải không? Bấm lộn một cái gel cho tôi nhé. Qua nhà lái xe ở nhà anh Dũng đổi tiền mặt trở lại. Thưa quý vị, sang qua tin tức từ khu vực San Francisco, thì trong cuối tuần vừa qua, một số các cư dân trong quận hạt hay là thành phố San Francisco, lúc mà đi bộ cũng gặp được nhiều cái tờ truyền đơn có những cái thông điệp kỳ thị nhắm vào người Do Thái, tiếng Anh nó gọi là anti-Semitic. Đài truyền hình CNN đã thực hiện lại cái phóng sự này, khi quý vị thấy rằng là nhiều nơi tự nhiên người ta đi bộ thấy những cái tờ truyền đơn nó giống nhau, từ thành phố này sang thành phố kia đều giống một cái nội dung, mà giống một cái kiểu thiết kế cả, đều bài xích người Do Thái. Và
hiện nay cư dân cũng rất là quan tâm. Tại vì tại sao mà cùng một cái mẫu truyền đơn mà đã xuất hiện ở những nơi như là San Francisco, Texas, Colorado, Maryland, Wisconsin và Florida, giống có vẻ như là đây là một cái hành động có chủ đích, có kế hoạch, chứ không phải rằng là một hai người nào đó có cái ác cảm với người Do Thái rồi xả rác ở San Francisco, mà giống như là đây là một cái chuyện mà có tổ chức, người ta làm cùng một cái nội dung, cùng một cái tờ flyer mà làm ở một số các đô thị lớn ở tại nước Mỹ, chứ không phải chỉ ở tại một thành phố mà thôi. Vâng, thưa quý vị, cũng tiếp nối với cái bản tin vừa nêu đó, thì tại Florida, thị trưởng của thành phố này là ông Dan Gelber cũng đã đưa ra những cái lời nhận xét liên quan đến cái vấn đề này. Ông nói là trong thời gian vừa qua đó, cảnh sát đã nhận được rất nhiều các cái, từ kể những ngày weekend vừa rồi, thì họ đã nhận được những cái lời phàn nàn của những cái cư dân ở trong thành phố là những cái truyền đơn như thế này dục ở trong nhà của họ trên sân cỏ mà đã được bỏ trong những cái bao ni lông, những cái ziplock quý vị đang thấy trên màn hình đó. Thì cái nội dung tương tự như vậy vào nhiều ngôi nhà trong nhiều thành phố ở tại Florida cũng đã nhận được điều này. Và ông thị trưởng này, ông nói là các viên chức của thành phố không xem nhẹ việc này, vì đây là một cái vấn đề rất là quan trọng. Do đó mà ông cũng chỉ trích thị trưởng của một số các cái thành phố khác ở tại Florida đã xem nhẹ cái việc này và xem nó như là những cái trò đùa giỡn. Họ bỏ trong bao rồi thậm chí còn bỏ đá trong đó để ném được cho xa đó, thưa quý vị. Do đó là ông nói là giới chức thành phố sẽ nghiên cứu và xem xét xem liệu nó là có một cái tổ chức nào đứng phía sau này để có thể đưa ra một cái đúc kết. Là vì như cái bản tin của Tyler Diệp vừa đưa, không những chỉ ở Florida, San Francisco mà nhiều thành phố ở tại nhiều tiểu bang Hoa Kỳ cũng nhận được những cái truyền đơn như thế này. Và thưa quý vị, sang qua cũng tin tức tương tự ngay tại tiểu bang Colorado, thì trong một cái khu phố ở thành phố Denver, người ta cũng đang tìm ra, cố gắng truy tìm ra là ai là những cái người có trách nhiệm, hay là ai là những cái người kẻ chủ mưu đã đi đặt những cái tờ truyền đơn này khắp phố trong thành phố Denver, Colorado trong cuối tuần vừa qua. Hơn cả chục người đã báo cáo nhìn thấy những cái tờ truyền đơn này được nhét trong những cái bình Ziploc để mà nó không có bị mờ là nước mưa hay là nước từ sprinkler làm hủy hoại đó, được nhét trong cái bình Ziploc xong cứ rải như xả rác ở những cái khu phố trong thành phố Denver. Và một lần nữa, cảnh sát của thành phố Denver kêu gọi rằng là nếu mà ai có những thông tin liên quan đến những cái tờ truyền đơn có những cái tính cách một là kỳ thị đối với người Do Thái, xin hãy báo cáo cho các nhân viên công lực ở tại địa phương. Ngoài ra thì họ cũng đã nói rằng là vì là vừa xảy ra cái vụ mà khủng bố bắt cóc con tin ở tại một ngôi đền ở tại Texas, thì họ cũng đã đặt cái vụ việc này lên một cái tầm mức rất là quan trọng để mà điều tra. Sang qua bản tin từ Missouri, thưa quý vị, thì lực lượng FBI, lực lượng đặc nhiệm về điều tra rà phá bom mìn của phía đông Missouri, cũng đã phối hợp với một số các viên chức liên bang và tiểu bang chuẩn bị để mà thu hồi tất cả những cái vật liệu gây cháy nổ. Đặc biệt quý vị thấy nhìn trên màn hình đó, những cái chẳng hạn như bom mìn hoặc là những cái gì còn sót lại từ cái thời xa xưa nào đó, thì bây giờ họ đang kêu gọi những cái lực lượng công binh lục quân đã tìm thấy 3 viên đạn thần công từ cái thời mà nội chiến của Hoa Kỳ đó. Khi mà họ tìm nó rồng ven theo cái bờ sông của Mississippi, thì bây giờ họ nói là cái vấn đề mà các cái bom mìn mà còn sót lại từ cái thời này nó cũng còn rải rác rất là nhiều. Do đó họ tập trung và họ kêu gọi người dân ở trong khu vực này, nếu mà nhìn thấy những cái vật tương tự như thế này, đừng đụng tới nó, mà phải lập tức kêu gọi cái đội rà phá bom mìn để đến để mà có thể thu dụng nó và đem đi chỗ khác để mà gây nổ. Những cái loại lựu đạn như quý vị thấy, những cái bom mìn, những cái thủy lôi, nó vẫn còn sót lại đâu đó ở một số các cái địa phương. Và đây là tại tiểu bang Missouri, thì người ta cũng lên tiếng khuyến cáo là nếu chúng ta nhìn thấy những cái vật này thì đừng đụng tới nó. Cả mìn Claymore nữa, quý vị cũng thấy đó, một viên chức vừa cầm lên cái thỏi mìn Claymore. Thưa quý vị, trở lại với bản tin của Việt Face Today trong ngày hôm nay là tin tức từ tiểu bang Wisconsin, khi mà Phó Tổng thống Kamala Harris đã xuất hiện tại thành phố Milwaukee của tiểu bang này vào ngày hôm qua. Bà Harris tới đây để mà nói thêm về chương trình cơ sở hạ tầng mà Tổng thống Biden vừa mới ban hành, và nói rằng là tại thành phố Milwaukee, thành phố này sẽ nhận được nhiều triệu Mỹ Kim
cụ thể ra ít nhất là 255 triệu Mỹ Kim trong những năm tới đây để mà giúp cho Milwaukee và cũng như là Wisconsin có thể bắt đầu thay đổi lại những cái đường ống nước mà hiện nay đang cũ kỹ trong thành phố. Bà Harris nhấn mạnh rằng là hầu hết các hệ thống nước ở dưới thành phố Milwaukee trong tiểu bang Wisconsin đều làm bằng ống bằng chì cả, và lâu ngày cái chì đó nó sẽ thấm vào trong nước, và khi mà cư dân uống nước vô đôi khi sẽ bị nhiễm độc với lại cái thứ chì. Và vì vậy cho nên là nhiều năm tới đây bà hy vọng rằng là với cái số tiền mới này từ ngân sách cơ sở hạ tầng thì Milwaukee sẽ có đủ cái ngân sách để mà thay đổi lại những đường ống nước làm bằng chì cũ kỹ trước đây, để mà thay nó là những đường ống sắt khác mà nó an toàn hơn. Xin trở lại với anh Dũng. Trở lại với cái việc mà thử nghiệm, các cái test thử nghiệm về COVID-19 thưa quý vị, thì trong thời gian vừa qua, trong vòng khoảng một tháng trở lại đây đó, các cái địa điểm mà thử nghiệm COVID-19 tràn ngập những người đến thử. Vì chúng ta cũng biết là trong cái đợt Omicron vừa rồi đến rất nhiều người đã bị nhiễm cùng một lúc. Do đó mà có nhiều cái phòng thí nghiệm, thử nghiệm này họ đã đưa kết quả đến chậm trễ. Có nơi thì thường thường người ta hẹn là từ 12 đến 24 tiếng hoặc là từ 24 đến 48 tiếng sẽ có kết quả. Đó là trong lúc bình thường. Nhưng mà trong cái thời gian vừa qua đã có nơi 4-5 ngày, một tuần lễ vẫn chưa có kết quả. Điều này cũng làm cho nhiều người rất là hoang mang. Ngày cuối tuần vừa qua đó, thì lực lượng FBI kết hợp cùng với một số các công tố viên ở tại Chicago đã thực hiện một số các cái cuộc rùng bố đối với trung tâm thử nghiệm, một nơi mà họ cho biết rằng đã có những cái hành vi lừa đảo khách hàng. Cái cơ sở này họ có cả ngàn cơ sở ở nhiều tiểu bang trên khắp Hoa Kỳ. Và trong suốt thời gian vừa qua đó thì nhiều người đã đến những cái địa điểm của công ty này để mà được thử nghiệm COVID-19, nhưng họ đã nhận được rất là chậm trễ những cái kết quả, hoặc là nhận được kết quả nhưng mà lại sai cái ngày mà họ đi thí nghiệm, hoặc là thậm chí sai cả cái kết quả. Nhiều người bị dương tính thì lại có cái kết quả gửi về lại là âm tính chẳng hạn như vậy. Do đó mà sau khi mà đã nhận được rất nhiều cái sự phàn nàn thì cuối tuần vừa qua lực lượng FBI ở tại thành phố này đã đi kiểm soát ở tại San Luis thưa quý vị, và cái đầu não của họ thì nằm ở tại thành phố Chicago, và họ đã đến cái nơi này và họ kiểm soát, và sau đó thì họ đã đóng cửa tất cả những cái chi nhánh của công ty này. Qua cái sự đánh giá của cái tổ chức gọi là Better Business Bureau đó, tôi là tạm dịch là cái văn phòng mà điều phối về các cái doanh nghiệp, đánh giá về các doanh nghiệp, thì họ cho cái công ty này được cái điểm F, tức là rất là tệ và có những cái hành vi lừa đảo khách hàng như kể trên. Nó có chi nhánh ở tại Colorado, ở Illinois, Oregon và ở tại Minnesota. Trong ngày hôm qua người ta cũng đã khởi kiện công ty này. Cho đến bây giờ thì công ty này đã bị đóng cửa một cách chính thức, nhưng mà người ta cũng lên tiếng cảnh báo rằng nếu mà chúng ta đi thử nghiệm thì phải nên lựa những cái trung tâm nào mà nó có cái uy tín và cũng có cái credit trước đây. Nó tên cái trung tâm này, nó tên là Doctors Clinical Lab. Doctors Clinical Lab là một cái trung tâm thử nghiệm mà nó có nhiều chi nhánh ở nhiều tiểu bang tại Hoa Kỳ. Và nếu như chúng ta còn thấy bất kỳ một cái chi nhánh nào dưới cái tên này mà hoạt động ở địa phương của mình thì nên báo ngay cho lực lượng FBI hoặc là cảnh sát. Thưa quý vị, tin tức mới nhất từ thành phố San Jose, California cho biết rằng là thành phố này đang cứu xét việc là nên hay không nên bắt buộc những người hiện nay đang sở hữu súng ống trong thành phố phải mua bảo hiểm an toàn, cũng như là mỗi năm phải đóng cái lệ phí 25 Mỹ Kim. Quý vị đang thấy trên hình ảnh thì là thị trưởng thành phố này, ông Sam Liccardo cùng với một số các nghị viên trong tuần trước cũng đã họp báo để mà kêu gọi cái sự chú ý của vấn đề mà gọi là bạo lực về vấn đề súng ống. Và việc súng ống cứ khiến cho nhiều người phải thiệt mạng một cách vô lý hay là vô cớ trong thời gian qua. Và Sam Liccardo cũng cho biết rằng cứ hàng năm thành phố San Jose phải chi ra nhiều triệu Mỹ Kim để mà ứng phó với cái nạn mà gọi là bạo lực liên quan đến súng ống. Cho nên vì vậy, ông và các đồng nghiệp của ông trong hội đồng thành phố San Jose muốn đưa ra một dự luật mới bắt buộc rằng là hễ mà ai là những người mà đang sở hữu súng, dĩ nhiên là khi mà họ sở hữu súng một cách hợp pháp đó, thì họ đều phải có ghi danh với lại cơ quan FBI và Bộ Tư pháp của tiểu bang California rồi.
Thì và dựa theo những cái dữ liệu đó, San Jose muốn rằng là họ phải đóng thêm cho thành phố 25 Mỹ Kim và mua những cái loại bảo hiểm giống như là chúng ta mua bảo hiểm xe hay bảo hiểm nhà để trong trường hợp mà có chuyện gì đó thì các hãng bảo hiểm sẽ bồi thường lại cho nạn nhân hay là giới hữu trách. Không biết là có hãng bảo hiểm nào đứng ra bán cái loại bảo hiểm này hay không, nhưng mà đó là cái đề nghị mới nhất liên quan đến vấn đề súng ống ở tại thành phố San Jose, thưa quý vị. Liên quan đến vụ việc 4 xác chết được tìm thấy ở khu vực biên giới Canada và Mỹ đó, trong những ngày vừa qua, thì ngày hôm qua các giới chức dọc theo biên giới ở thả tiểu bang Minnesota và North Dakota vẫn tiếp tục đi điều tra cái vụ này, và cuối cùng họ đã phăng ra một cái đường dây buôn người từ Canada sang Hoa Kỳ, thưa quý vị, nhằm làm nhập cư cho những người không đầy đủ giấy tờ. Các nhân viên tuần tra biên giới đã giải cứu 5 người ở trong cái thời tiết nắng nóng. Một số người ngoài ra đó, thì họ cũng đã tìm thấy một chiếc xe tải chở 15 hành khách cách biên giới Canada và Mỹ chưa đầy 1 cây số 6, tức là khoảng 1 dặm đó. Họ nói rằng người lái xe tên là Steve Shand, năm nay 47 tuổi, một cư dân ở Florida, và cùng với anh ta là 2 công dân Ấn Độ đã vượt sang biên giới trái phép. Cách đó 1/4 dặm thì các đặc vụ đã tìm thấy thêm 5 công dân người Ấn Độ đã từ Canada đến Hoa Kỳ. Trong cái điều kiện băng giá, quý vị thấy trong mùa này đó, thì cái khu vực biên giới này nó rất là lạnh, tuyết rơi dày đặc. Và họ nói với các đặc vụ rằng họ đã đi bộ trong khoảng 11 tiếng đồng hồ trong cái trời bão tuyết. Có 2 người ở trong số này thì đã hạ thân nhiệt một cách trầm trọng, họ được đưa ngay vào nhà thương. Nhưng mà người ta đã khám phá ra 4 xác chết của 2 người lớn và 2 trẻ em cũng trong cái nhóm này. Do đó là các nhân viên của khu vực biên giới này trong những ngày vừa qua cũng vẫn tiếp tục đi tuần tra. Và họ nói là khi mà họ khởi tố vụ này thì chắc chắn là họ sẽ đưa ra cho các công tố viên khởi tố Steve Shand với một cái mức án cao nhất về tội buôn người liên quan đến cái chết của cả 4 người kể trên. Và thưa quý vị, hiện nay trở lại với tin tức liên quan đến cái cuộc căng thẳng vẫn tiếp tục leo thang tại biên giới giữa Ukraine và Nga. Chắc quý vị cũng còn nhớ rằng là mặc dù Hoa Kỳ và khối NATO vẫn tiếp tục có những cái biện pháp ngoại giao với lại Nga, nhưng cái đó không có nghĩa rằng là về vấn đề quốc phòng hay quân đội thì Hoa Kỳ hay là phương Tây đang đứng yên và nghĩ rằng là ngoại giao sẽ thành công đạt đến sự hòa bình giữa Ukraine và NATO. Cho nên trong thời gian qua, thưa quý vị, hơn 8.500 binh sĩ của Mỹ đã được điều động trong cái tình trạng mà là sẵn sàng trong trường hợp nếu mà cần đưa quân đến khu vực này, khu vực Đông Âu. Quý vị thấy rằng là ngay cả NATO cũng như là một số các quốc gia khác như là Estonia, Latvia cũng đã gửi vũ khí và đang có những cái trạng thái sẵn sàng trong trường hợp ngoại giao không thành công và đưa đến vấn đề mà vũ lực. Chủ trong ngày trở lại cùng quý khán giả thân mến. Kính thưa quý vị, tình hình tại khu vực biên giới Ukraine và Nga trong những ngày vừa qua tiếp tục gia tăng căng thẳng, khi mà người ta ghi nhận rằng 126.000 binh sĩ Nga tiếp tục trấn đóng ở khu vực này, đồng thời những vũ khí cơ giới hạng nặng của Nga đổ dồn về đây mặc dù trong thời tiết giá lạnh. Tất cả những điều này đã làm cho Hoa Kỳ phải đặt tình trạng quân đội của mình trong tình trạng báo động khẩn cấp và chuẩn bị để đưa thêm quân 8.500 binh lính đến khu vực. Trong khi đó thì lực lượng NATO cũng đã gửi thêm tàu chiến và máy bay chiến đấu đến khu vực Đông Âu để có thể đối đầu với Nga trong bất kỳ tình trạng nào xảy ra sau đó. Hiện nay thì người ta cảm thấy rằng chiến tranh có thể diễn ra bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, theo phân tích và nhận định của một số các chuyên gia quốc tế liên quan đến vấn đề này thì cũng đã có nhiều dư luận khác nhau. Có nhiều người chỉ nói rằng đây có lẽ một động thái giả của ông Vladimir Putin muốn tạo một cái áp lực nào đó đặt lên trên khối quân sự NATO hoặc trực tiếp đối với Hoa Kỳ. Ông ta chỉ làm điều này có vẻ như là muốn đạt đến một cái mục tiêu nào đó, dù báo chí trước đây đã nói rằng ông ta không muốn khối NATO gia tăng thêm lực lượng của mình và kéo mạnh thế lực về phía Đông Âu, đặc biệt lên Ukraine, không muốn cho Ukraine tham gia vào khối NATO. Tuy nhiên, đằng sau đó thì có vẻ như đó chỉ là những lời nói dối của Vladimir Putin. Thực chất vấn đề không phải như vậy. Một số chuyên gia thì lại kết hợp một cách rộng hơn và cho rằng tình hình ở tại Ukraine hiện nay và khu vực tại eo biển Đài Loan đang tiếp tục gia tăng. Khi trong những ngày vừa qua thì lực lượng không quân, giải phóng quân của Trung Quốc tiếp tục đi vào lãnh không phận của Đài Loan. Và điều này nó làm gia tăng căng thẳng.
hai mặt trận đang diễn ra những cái mối căng thẳng như thế, có phải là Nga và Trung Quốc đang cố tạo ra một áp lực mạnh mẽ đối với Hoa Kỳ hay không? Và điều thực chất điều gì sẽ xảy ra? Chúng ta sẽ thử tìm hiểu một số các cái nguyên nhân được phân tích với Thái Lợi Diệp ngay bây giờ. Thưa quý vị, thấy anh Dũng anh hỏi một cái câu hỏi nó rất là quy mô. Nếu mà trả lời là một câu ngắn gọn là đúng, thật sự rằng là hiện nay Trung Quốc và Nga đang tạo áp lực cho Hoa Kỳ, mà cái đó nó cũng không phải là cái chuyện mà nó đang xảy ra, mà nó cũng bắt đầu nhiều năm trước khi mà Vladimir Putin và Tập Cận Bình đã bắt tay với nhau. Hiện nay họ đang thử coi rằng là liệu lực lượng quân đội của phương Tây hay là cụ thể là Mỹ đó có thể phân thân được không, có thể nào mà Hoa Kỳ đủ sức để mà chịu đựng một mặt trận ở tại Biển Đông cũng như là đủ sức để mà chịu một mặt trận ở tại Đông Âu hay không. Thì đó là cái điều mà nhiều khi những người bình thường cũng có thể nhìn ra được. Đây là cái thế mà để khiến cho Hoa Kỳ bị lúng túng ở cả hai nơi. Và đó cũng là một trong những lý do tại sao mà chúng ta thấy rằng là Hoa Kỳ đã rút quân ra khỏi Afghanistan để mà gọi là củng cố lại lực lượng ở những nơi, ở những điểm nóng mà nó quan trọng hơn, nó then chốt hơn cho cái lợi ích quốc gia của nước Mỹ và cũng như là những đồng minh của Mỹ. Tại vì Afghanistan thì nói thẳng ra thì cũng không có cái gì quý giá để mà bảo vệ, ngoại trừ nếu mà chúng ta nghĩ đến nhân mạng mà thôi. Còn ngoài ra Afghanistan cũng không có tài nguyên thiên nhiên gì. Thì để mà trả lời cái câu hỏi đầu tiên của Dũng đó, đúng, áp lực đó, đây là cái áp lực mà Tập Cận Bình và Vladimir Putin muốn áp đặt cho Mỹ và để xem rằng là Mỹ có thể phân thân và một lúc làm nhiều chuyện được hay không. Xin trở lại với anh Dũng. Như vậy thì chúng ta cũng nghĩ ra một cái điều, nếu như cái áp lực này để tạo ra một cái sự đối đầu nào đó, hay là họ cố tình làm điều này để mà có thể, nếu nghĩ xa hơn, là để hạ uy tín của Tổng thống Joe Biden vào lúc này. Vì rõ ràng là ông ấy đang phải đối đầu với rất nhiều vấn đề, ngay cả trong nước, vấn đề nội tại, nhiều thứ đang diễn ra, nhất là vấn đề dịch bệnh, vấn đề lạm phát. Bên cạnh đó, ông phải đối đầu với nhiều vấn đề ở khu vực, ở quốc tế. Có thể nào họ muốn tạo một cái điều để nhắm đến cái cuộc bầu cử năm 2024 khi cố tình làm giảm uy tín của chính quyền Tổng thống Joe Biden và tạo thêm một cái gọi là sự trở lại hoặc là ủng hộ? Chúng ta cũng biết rằng từ trước tới nay cái vấn đề Nga thường thường ủng hộ cho cựu Tổng thống Donald Trump thì nhiều người cũng vẫn đã bàn tán trong một thời gian dài. Điều này nó có thể nó nhằm một cái sự xa hơn, một cái nhìn xa hơn đến như cỡ đó hay không? Tôi nghĩ rằng là nếu mà ai cho rằng là Putin hay Tập Cận Bình có những cái động thái này trong năm nay đó để mà hạ uy tín của ông Joe Biden, thì có lẽ là mình hơi đề cao về cái tầm quan trọng của Joe Biden. Thưa quý vị, ông Putin hay là ông Tập Cận Bình đó, cái mộng bá quyền và cái tham vọng lãnh thổ của hai người này đã có từ lâu, chứ không phải là tới khi mà Joe Biden lên làm tổng thống thì họ mới có những cái tham vọng lãnh thổ này. Lấy Tập Cận Bình đi. Thưa quý vị, từ trước đến giờ Hoa Kỳ hay là Trung Quốc đó vẫn luôn có cái mộng là làm sao mà phải thống nhất lại các lục địa, bao gồm luôn kể cả Đài Loan. Dưới cái thời mà gọi là Giang Trạch Dân là họ đã thành công lấy lại được Hồng Kông, lấy lại được Macau rồi. Và tôi còn nhớ rằng là trong những năm mà trong cái thập niên mà gọi là thập niên 2000 đó, đầu năm 2000, các lãnh đạo của Trung Quốc vẫn nói rằng là ước mộng của họ vẫn là làm sao mà đoàn kết lấy lại được lãnh thổ của Đài Loan. Thì đối với Trung Quốc là như vậy. Đối với Nga, thưa quý vị, Vladimir Putin chỉ không muốn rằng là lực lượng Bắc Đại Tây Dương cứ tiếp tục mở rộng và áp sát biên giới với Nga thôi. Chứ còn họ cũng không có quan tâm là Joe Biden làm tổng thống hay là cũng không làm nữa. Tại vì nó cũng có thể là ông Putin với ông Trump thì có thể mình cho là họ thân nhau hơn đi, nhưng mà cái thân thiết về vấn đề mà gọi là xã giao, ngoại giao đó, nó cũng không có quan trọng bằng cái lợi ích của quốc gia. Tại sao quý vị thấy rằng là dưới thời của ông Trump, Vladimir Putin lại không có những cái cử chỉ hay là không có đưa quân đội sát tới biên giới với Ukraine? Tại vì ông Putin biết được ngày nào mà ông Trump còn là tổng thống đó thì Ukraine đừng hòng mà được sáp nhập vào trong cái khối NATO. Chỉ có khi mà Joe Biden lên làm tổng thống thì mới có cái chuyện rằng là để chúng ta mở rộng cái liên minh quân sự này, đưa những nước trong Xô Viết cũ vô trong khối NATO để mà mở rộng cái mặt trận của NATO trong khu vực Đông Âu.
Cho nên bây giờ Vladimir Putin mới có những cái hành động như vậy. Và thí dụ như trong cái bài báo mà Dũng dựa trên để mà đưa ra cái phần mà bình luận trong ngày hôm nay đó, thì cái người viết cho rằng là có thể ông Putin bluffing dựa theo những cái quan sát từ bên Đức. Nhưng mà tôi không nghĩ rằng là Vladimir Putin đi đến xì phé với lại phương Tây. Mà thật sự là đối với ông đó, đây là một cái việc mà ông không chấp nhận được, để cho lực lượng NATO nó sát ngay biên giới với Nga là một điều mà Vladimir Putin nghĩ rằng là không có được trong cái thời đại mà ông nắm quyền. Thưa anh, tất cả mọi sự vẫn đang phía trước, và chúng ta thấy rằng cái mối nguy về chiến tranh vẫn tiếp tục lơ lửng tại khu vực biên giới Ukraine, và chắc chắn để xem rồi sự việc sẽ như thế nào. Cuộc chiến có thực sự diễn ra hay không? Mà nếu như thực sự diễn ra thì lúc đó sẽ có một cái lý giải khác so với những gì mà chúng ta đang nhận định. Và thực chất là như vậy, trên cái bàn cờ quốc tế thì nếu như những gì nó đang diễn ra mà người ta có thể diễn giải được thì chắc chắn thì họ không phải là những nhà lãnh đạo tài ba rồi. Những cái điều mà họ làm là một cái màn bí mật mà có lẽ là chúng ta bàn cãi thì nó cũng chẳng đến đâu. Do đó mà chúng ta cứ chờ xem trong thời gian sắp tới sẽ diễn biến như thế nào. Cảm ơn phần phân tích với Thái Lê Diệp. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị. Một ngày an lành đến với tất cả chúng ta. Chương trình Việt Face Today được bảo trợ bởi Pechanga Resort Casino, khám phá lại những sự kết hợp tuyệt vời. Fuji Massage Chair, sức khỏe là vàng. DMJ Gems, trang sức cao cấp, phong cách thời trang của bạn. Syntronic, chuyên bán các sản phẩm liên quan đến karaoke. Thank you Birdnest, tổ yến thượng hạng, cuộc sống là món quà. Fuji Massage Chair giới thiệu Dr. Chemical, số 1 về vật lý trị liệu, công nghệ Nhật Bản, thiết kế không trọng lực, hệ thống con lăn 3D ôm trọn cơ thể và túi khí toàn thân, định vị nhấn đúng từng huyệt đạo, đầy đủ chức năng với giá cả hợp lý. Ghế Chemical nhiều màu sắc, nhỏ gọn đặc biệt cho người Á Đông, phù hợp cho mọi không gian nội thất. Mừng lễ Giáng sinh và năm mới, một ghế Chemical sẽ giảm ngay $2,000 với 18 tháng không tiền lời. Fuji Massage Chair, sức khỏe là vàng. 714-855-5456, 714-855-5456. Kim cương tượng trưng cho sự giàu có và khả năng, đặc biệt thể hiện niềm tin về mọi mặt. Vì thế, DMJ Gems nghiêm túc mang đến công nghệ mới Moissanite 3D của Arizona. Vì Moissanite 3D của Arizona mới đủ độ cứng 100% như kim cương, được cắt bằng tay như cắt kim cương thật. Vì muốn tạo sự chiếu sáng mà được đeo vĩnh cửu như kim cương thật, chỉ có Moissanite 3D của Arizona mới có thể cắt được trên 157 giác cắt để tạo hình dạng như là kim cương thật. Đặc biệt, màu của xoàn Moissanite 3D của Arizona đẹp như kim cương thật 100%, và cũng có mã số cạnh và giấy chứng nhận như kim cương thật. Chúng tôi bảo đảm sẽ hoàn tiền lại nếu nhận hàng không giống như đã nói, bảo đảm ship hàng từ 3 đến 7 ngày trong nước hoặc ngoài nước Mỹ. Free shipping, free refund. DMJ Gems đang sell viên 2 carat. IF nước đi giá 600 Mỹ Kim, FL nước đi giá 800 Mỹ Kim. Xin gọi 480-765-7824, 480-765-7824. Nếu không gọi được, xin để lại tin nhắn. YouTube DMJ Gems. It's time to recharge, reconnect, and rediscover your perfect combination at Pechanga Resort Casino. And with your resort favorites back in action, there's all of the excitement and comfort you love with the peace of mind you can depend on. So whenever you're ready for a little rest, a little relaxation, and a lot of fun, we'll be here. Play your perfect combination at Pechanga Resort Casino today. Nhân dịp năm mới, Syntronic xin giới thiệu trọn bộ dàn máy karaoke mới nhất năm 2022. Gồm có một cặp loa, một đầu lọc âm ly và tặng kèm một cặp microphone không dây, chỉ với 1.499 đồng. Và đặc biệt, mua hàng tại Syntronic, quý vị sẽ được free shipping, bảo hành 1 năm, 18 tháng, không tiền đao, không tiền lời. Xin gọi 714-719-2474, syntronic.com. Ủa, con gái, con mới về hả? Dạ. Wow, dạo này trông mẹ khỏe và tươi trẻ rồi đó nha. Ôi, mẹ dùng yến thượng hạng, thân kiều bớt nét nè con. Yến thượng hạng được lấy từ vùng biển đảo Java thuộc Indonesia, là sự kết hợp của biển đảo để tạo thành sợi yến giàu chất dinh dưỡng, tốt cho sức khỏe. Thân kiều bớt được FDA kiểm chứng đạt an toàn vệ sinh thực phẩm. Yến thượng hạng, thân kiều bớt nét, quà tặng từ thiên nhiên.